chào quý vị và chào mừng quý vị đến với chương trình Cooking Show của VNTV. Thưa quý vị, ngày hôm nay chúng tôi xin mời quý vị gặp gỡ với cô Keiko. Cô sẽ hướng dẫn chúng ta cách làm sushi ngày hôm nay, và cô Keiko là người Nhật. Trước hết, chào Keiko. Hello Keiko. Xin chào quý vị. Tôi tên là Keiko. Tôi là người Nhật. Hôm nay tôi sẽ thấy quý vị làm sushi. Yay! Thưa quý vị thấy là cô Keiko học và biết nói tiếng Việt phải không quý vị? Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu làm sushi. Let's start, right Keiko? Yes. I'm gonna say ingredients in Japanese. Wow! Bây giờ Keiko sẽ nói tên những cái vật liệu bằng tiếng Nhật. First, kome. Cơm. Gạo nấu thành cơm rồi nè quý vị. Vinegar. Sorry, sushi. Giấm. Sato. Đường. Kiwi. Dưa leo. Avocado. Chai bơ. Paprika. Chế ớt. Tuna can. Cá tuna hộp. Mayonnaise. Mayonnaise. Nori. Dạ, cái này là seaweed rong biển đó quý vị. So that's it. Let's start. Vâng, bây giờ bắt đầu chúng ta làm sushi nha quý vị. Sứ. Giấm. Sato. Đường. Shio. Muối. Shio. Dạ. Yeah. Muối. Mix. Quý vị thấy là cô Keiko tự làm cái nước chua. Thường thường chúng ta làm sushi là có bánh sẵn, nhưng mà là cô tự làm. Very well. Tuna. Tuna. Okay. Quý vị thấy ngày hôm nay cái sushi này cô Keiko làm hơi lạ phải không quý vị? Tại vì cô Keiko nói là sushi làm mayonnaise giống như là taco vậy đó. Mình có thể làm bỏ vô bất cứ cái món gì mà mình thích. Right Keiko? So just yes. like you mentioned, just like taco, we can put everything we want. Mm-hmm, like pizza. Just like this pizza. So bây giờ đó, cô Keiko cô đang bỏ cá tuna mà mua trong hộp với mayonnaise. Mayonnaise and tuna. This so will... mix well. Mm-hmm. Sẽ trộn hai thứ lên. Mm-hmm. Okay. We are going to use this later. Okay. Cơm này đã nấu rồi. I'm going to mix with vinegar. So what kind of rice? Is it any special rice or Japanese rice? Quý vị nhớ mua gạo Nhật nha quý vị. Wow, thơm quá. Smells so good. Okay. Going to mix this, but like mix, but like cutting. Bây giờ thì cô Keiko cũng đang mix là trộn cái cơm mà đã nấu mà phải dùng gạo của người Nhật, quý vị mua ở chợ Nhật, xong rồi quý vị nấu lên. Và bây giờ thì cô đang trộn cái hỗn hợp giấm. Cũng như là đường mà nãy cô mới chỉ chúng ta. Same time. Oh, cool down the rice.
Và cổ dùng cái quạt của quạt để cho nó nguội bớt. À, cô cái cổ chỉ cho chúng ta cách, đúng cách của người Nhật. Ok, one more time. Tức là quý vị thấy cái cách trộn của cổ không? Quý vị, cổ giống như là cổ khách cách ra vậy, chứ không có đảo lên giống như thường mình hay làm. Quạt cho nó nguội trước. Bắt đầu gói. You need nori. Seaweed tức là rong biển. And then this is called makisu. Bamboo, it's a bamboo. Yeah, đây là cái dụng cụ để chúng ta cuộn sushi, mà khi mà quý vị ăn thì muốn làm ở nhà thì ai cũng phải có cái đồ cuộn này. So put the nori on makisu. Like this, in the middle. Mm-hmm. Put the rice in the middle. Then I'm going to split this on sushi. I mean the seaweed. Oh. Bây giờ thì cô Keiko đang bắt đầu bỏ cái gạo, cái cơm lên cái miếng seaweed, tức là cái miếng rong biển. Và cô đang bỏ đều lên cái miếng rong biển đó. Bỏ đầy cơm lên. Tùy theo mình muốn bỏ ít cơm hay nhiều cơm, tùy mình thôi nha quý vị. Like try to make evenly. Okay. And then you have to leave a space here. Quý vị nhớ chừa một cái chỗ như vậy nha, đừng có bỏ kín hết cái miếng seaweed của mình nha. Okay. So I'm going to put things, vegetables. However I like. Quý vị có thể bỏ bất cứ những cái vegetable, tức là hoa quả gì mà quý vị muốn bỏ vô trong cái sushi này. Tại vì cô Keiko cổ nói là theo cái cách của cổ đó, là mình có thể bỏ bất cứ những cái gì mình thích, giống như là pizza hoặc là taco, chứ không phải là bắt buộc là mình phải làm giống như là you can put whatever sushi mà chúng ta ăn ngoài tiệm. Bây giờ là cổ bỏ trái bơ vô. And then I'm going to put tuna. Yeah. Vậy bây giờ bắt đầu cô Keiko bỏ cái cá tuna hộp mà hồi nãy đó mà cô đã trộn với lại cái chai mayonnaise vào. Mình có thể bỏ bất cứ số lượng nhiều ít gì mình muốn. Thì cô Keiko có gọi cái này là raw sushi. Do you like sushi, Ang? Do you like sushi? Yeah. You do? I love sushi. Yeah? Do you make? Yeah. Sometimes we make at home. That's good. Quý vị thấy không? Sushi này chúng ta có thể bỏ bất cứ cái gì vào để chúng ta cuộn lại theo ý thích của mình. Okay. Chứ không nhất thiết là chúng ta phải bỏ cá sống. Wish me luck if I can roll it. Cổ nói là chúc cổ may mắn để mà cuốn cái roll sushi này. Okay, you hold it kind of tight. And then you roll it. So maybe I put too much ingredients, but it's okay. That's why it came out. Ta-da! I made a roll sushi. Và bây giờ chúng ta bắt đầu cắt ra. So now we're gonna slice it. Slice? Yeah, yeah. Sure. Let's see. First in the middle. How do you look? Vâng, thưa quý vị, và bây giờ thì cô Keiko vừa mới hướng dẫn chúng ta làm những cái miếng sushi rất là đơn giản và rất là
healthy phải không quý vị? Rất là tiện lợi mà quý vị có thể bỏ bất cứ cái gì vào theo cái ý thích của mình. Anne, thank you very much. So you want to say anything before we say bye? Yeah, to the how others? Do I say it in Vietnamese? Sayonara. See you soon. Chào quý vị. Chào quý vị. Tôi là Nhuy nhá. Tôi tên là Keiko. See you next time. Kính chào, cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và xin chào, hẹn gặp lại quý vị trong lần phát hình kỳ sau.